Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài tập sau đây này. Cái bài tập này là cái bài tập mà một bài tập một cái bài toán rất rất là quan trọng đối với dãy, là cho trước một cái dãy số bất kỳ. Thì thế nào là một dãy con? Một dãy con là một dãy số liên tục ở bên trong dãy to. Thì là đầu bài là gì? Đầu bài là tìm một dãy con đơn điệu tăng ở trong dãy mẹ đó, nhưng mà là phải đơn điệu tăng nhưng mà với độ dài là lớn nhất. Chúng ta làm bài tập đó nhé. Thì đầu tiên chúng ta bây giờ thầy sẽ, cái dãy A đó thầy sẽ sinh tự động, sinh ngẫu nhiên, và phần mềm sẽ cho ta lập cái viết cái chương trình để mà tìm cái đó nhé. Thì bây giờ thầy bây giờ đây thầy mới sinh ra tạo ra một cái dãy như vậy, một gọi là A nhé. Và bây giờ thầy sẽ đầu tiên là con mèo này, thầy sẽ viết tiếp tục để sinh ngẫu nhiên, và mèo sẽ là cái người mà thông báo cái dãy số đó ra, và cái có một người nữa trong vai trò là học sinh sẽ trả lời cho mèo nhé. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một học sinh nữa ở đây này, ví dụ thôi. Đây là học sinh nhé. Đấy. Học sinh sẽ trả lời cho mèo là cái dãy số con đơn điệu tăng cực đại là dãy nào trong dãy số đã cho. Rồi bây giờ thầy sẽ lập trình trước cho mèo nhé. Mèo như sau này, mèo khi bắt đầu vào chương trình thì chúng ta sẽ cho mèo là sinh tự động cái dãy đó. Thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta tạo ra một dãy số, ví dụ như là độ dài của nó là 50 phân tử chẳng hạn. 50 phân tử, và mỗi số như vậy trong khoảng là nó từ 1 đến 100 chẳng hạn. Và chúng ta thử nhé. Thầy lấy ví dụ. Thì bây giờ thầy làm như sau, thầy tạo ra một cái, đầu tiên tạo ra một cái thủ tục để sinh. Để mà sinh ngẫu nhiên cái dãy đó, sinh. Sinh dãy. Nhé. Vậy cứ cho nó thêm đây là n đi, là n là số phân tử cần được sinh, được chưa? Đó thì đầu tiên chúng ta cho mèo sinh ra cái dãy, ví dụ tôi thể tạo ra một dãy số có độ dài là 50 phân tử, và mỗi phân tử như vậy là làm cái số tự nhiên ngẫu nhiên từ 1 đến cho khoảng từ 1 đến 100 chẳng hạn, ví dụ thế. Đây là do mình thôi mà nhé. Tôi thể làm nhanh này. Thì là như sau nhé, thì lệnh này sẽ sinh rất đơn giản là sinh ngẫu nhiên thôi mà. Thì lệnh đầu tiên là lệnh gì, là chúng ta sẽ phải xóa đi cái dãy gốc để làm lại từ đầu. Đây, xóa đi nhé, xóa đi. Sau đó chúng ta sẽ lập n lần, và như vậy chúng ta sẽ nạp cho A một cái phần tử ngẫu nhiên. Và tôi dùng cái lệnh gì, lệnh s như này này, và sẽ sinh ra một phần tử ngẫu nhiên, ví dụ là ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 100 chẳng hạn. Đấy. Và khi sinh xong rồi thì mèo sẽ thông báo với cái dãy, dùng cái lệnh này nhé, dùng lệnh này để mà thông báo dãy gốc là, được chưa? Dãy gốc là đây. Số gốc. Nhìn ra trên màn hình thôi. Và chúng ta sẽ lập trình để chúng ta đây. Được chưa? Ví dụ thầy chạy thử nhé. Đây. Lệnh để giữa gốc này. Đó. Thì chúng ta có rất nhiều các cái dãy con. Nhưng mà thầy cần cứ tìm dãy con nó phải là đơn điệu tăng, mà nó phải là lớn nhất ở trong cái dãy đó. Thì chúng ta sẽ lập trình và chúng ta sẽ cho cái cô bé này sẽ là cái người trả lời. Thế để tìm cái dãy đó thì là cái dãy con đó thì tìm cái dãy con ở trong dãy mẹ như thế kia thì chúng ta cần những thông số nào nhỉ? Một là cần là cái chỉ số bắt đầu của cái dãy đó. Hai là cái độ dài của dãy. Chúng ta cần hai tham số. Bây giờ tôi sẽ lập trình, thầy sẽ lập trình thì tạo ra cái đó nhé. Đầu vào chính này. Đầu chúng ta quan sát cũng dễ thôi, không phải là quá khó. Nhưng mà đây là một bài tập mà theo thầy là rất quan trọng. Được chưa? Rồi khi mà chúng ta làm thủ tục như vậy thì tục của chúng ta tên là như là tìm dãy con max. Được chưa? Thì khi mà
Thế xong cái này rồi thì cái này cho ở đây đúng không? Cho vào đây. Đó. Và khi mà tìm dãy này rồi thì sẽ thông báo cho họ đưa lên trên đấy. Suy nghĩ xong tìm dãy con Bắc này. Đấy. Sau đó thì thông báo này và thông báo cho học sinh sẽ là người đưa ra đáp án, nhưng mà chúng ta làm ở đây đúng không? Đấy. Vậy chúng ta cùng nhau làm nhé. Như vậy chúng ta cần phải lưu những biến nhớ gì? Khi bằng bài tập này này, chúng ta chỉ cần một vòng lặp thôi cho biến ca chạy từ 1 đến cuối chương trình. Chạy khi ca chạy, chạy xong thì là xong luôn, là tìm ngay cái dãy con mà cực đơn điệu tăng nhưng mà là cực đại. Khó đấy, mà này hay nhé. Đầu chúng ta cùng nhau làm nào. Thì đầu tiên chúng ta phải xác định này. Chúng ta cần hai cái biến nhớ để mô tả dãy con cực đại đó. Một là biến nhớ là chỉ số bắt đầu của dãy, hai là độ dài của dãy. Bây giờ thầy tạo ra hai biến nhớ đó nhé. Đặt tên là max. Như vậy là max là cái chỉ số của cái ban đầu của cái dãy max chúng ta cần tìm. Và cái biến nhớ thứ hai thì đặt tên là landmax. Landmax là cái độ dài của cái dãy con maximum đó mà chúng ta cần tìm. Thì cái đáp số chúng ta là chính là ta cần tìm ra hai cái này là hai cái biến này. Được chưa? Rồi, khi mà trong quá trình làm chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần một cái biến k để chạy. Biến k để chạy. Rồi, và trong quá trình chạy chúng ta cần thêm hai cái biến nhớ nữa để chỉ cái dãy con mà chúng ta đang xét đấy. Đang xét tôi gọi là dãy hiện thời. Thì cái dãy con đó là mô tả lại cái dãy con đơn điệu tăng hiện thời cho đang xét. Thì khi mà k chuyển động thì chúng ta luôn so sánh cái dãy con đó với cái landmark. Cái dãy con đó mà vượt landmark chúng ta thay thế lại imax và landmark cho cái dãy con đó. Thì cái bài này nó giống tương tự như cái bài tìm max tìm min thôi, nhưng mà nó khác hơn là chúng ta cần hai cái số là imax và landmark. Bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một biến nhớ nữa để mô tả cái dãy hiện thời, thì đặt tên là y y hiện thời y tiên là hiện thời HT nhé, từ HT là nửa từ Anh nửa Việt, tôi được IHT là hiện thời, và cái thứ hai là len HT là cái độ dài của độ dài của cái dãy con hiện thời mà là đơn điệu tăng đó, bằng k là cái biến chạy. Được chưa? Rồi thì bây chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ k bằng 1 và chúng ta sẽ đặt các cái tham số mặc định hiện thời cho hệ thống. Thì với cái này sao chúng ta cho k chạy chạy tới đâu thì chúng ta sẽ cập nhật imax landmax IHT landHT cập nhật, và trong khi làm đó chúng ta sẽ thấy rất là hay. Cái bài này là cái bài này rất là hay vì chúng ta chỉ cần một vòng lặp thôi. Thực ra cái bài này chúng ta có thể dùng hai vòng lặp thì nó bảo đảm chắc chắn hơn, nhưng mà hai lần thì nó không tối ưu bằng một vòng lặp. Chúng ta làm luôn cái toán tối ưu là cần một vòng lặp thôi nhé. Rồi thì bắt đầu như sau này, chúng ta đặt cái tham số nhé. Ban đầu ấy, đầu tiên chúng ta thiết lập k là cái chỉ số đầu tiên để đặt là 1. K là 1 và tất cả bắt đầu là một hết. Cái y đầu tiên thì đặt là cái y max là cái chỉ số của dãy đầu tiên thì nó chính là 1, hay là có thể đây chính là k là 1 này. Tiếp theo là cái len max, cái độ dài bắt đầu từ vị trí vì từ cái chỉ số 1 và độ dài là 1, như vậy là một phần tử thôi. Rồi tiếp theo là thể đặt là IHT y thời cũng là 1, và tiếp theo nữa là length HT cái độ dài hiện thời của dãy con hiện thời cực đại đơn điệu tăng cũng là 1. Đây là những tham số ban đầu. Được chưa? Thế bây giờ thầy bắt đầu cho ca chuyển động. Ca chuyển động ca chạy từ 1 cho đến cuối của cái. Thực ra ca sẽ chạy từ 2 trở đi, cho đến cuối.
với cả một còn bị với cả và hai chỉ đề, nhưng mà chúng ta làm sao, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm như này, chúng ta sẽ lập là đây, lập là len của a trừ một, chúng ta không cần lập n trừ một thôi, n trừ một thôi, chúng ta sẽ thiết lập là gì, lập là gì, lập là đây trừ, lập theo cái độ dài của len của a trừ một đến len rồi, lập theo n trừ một nhé, n trừ một đây rồi. Và làm như vậy thì các bạn chú ý này, cái chuyện này bắt đầu khó này, thì làm như vậy chúng ta sẽ xét từ k thì hai trở đi, thì ở đây chúng ta cho luôn là k là trên k bài một, chúng ta bắt đầu xét luôn k từ một nhé. Đây này, rồi như vậy k sẽ bắt đầu tính tính từ hai, hoặc chúng ta có thể bỏ ra đây, chúng ta cho k bằng hai cũng được, thì cũng không sao cả. Chúng ta xét k từ hai như sau nhé, rồi thử để đây bằng hai, xét chạy từ hai, chạy từ hai chúng ta n, đây là n trừ một mà, chúng ta so cái thử ak với ak trừ một, nhé, ak với ak trừ một, rồi thử xem này, nếu có hai trường hợp xảy ra, hoặc là ak nhỏ hơn ak trừ một, hoặc là ak lớn hơn bằng ak trừ một, vậy nó có hai trường hợp thì xét hai trường hợp đó riêng biệt. Đây thì là cùng nhau làm nhé, đây nếu này, đây nhé, nếu mà cái phần tử ak đấy mà lớn hơn hoặc bằng ak trừ một, lớn ak trừ một cái phần tử ak, bạn cũng xem này nhé, phần tử ak lớn hơn phần tử ak trừ một, lớn phần tử trước đó là một là ak và ak trừ một, thì là làm gì, đây là chúng ta chuyển ak, còn ở đây là ak trừ một, ak trừ một, ak trừ một đây nhé. Nếu mà phần tử ak mà lớn ak trừ một, tức là gì, tức là cái dãy hiện thời đúng đang tăng, nó sẽ đều tăng, nó sẽ tăng lên, và như vậy là chúng ta vẫn đang đi đúng trên dãy đều tăng, như vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần làm việc gì, chúng ta chỉ việc là tăng cái len ht lên một đơn vị. Thực hiện lại này, là cái imax và landmark là chúng ta lưu cái chỉ số và cái độ dài của cái dãy max tuyệt đối, dãy max lớn nhất mà chúng ta sẽ tìm. Còn trong quá trình tìm, trong quá trình chuyển động ca, chúng ta luôn có một cái thông số về cái dãy hiện thời là cái y hiện thời và len hiện thời, là cái dãy con hiện thời đang lên được tăng hiện thời. Đấy, thì nếu mà ak trừ một nhỏ hơn ak trước đó có dãy hiện thời đúng luôn lại đã lên rồi, thì chúng ta sẽ chỉ cái gì, chúng ta sẽ chỉ việc là gì, là trên cái len ht lên một đơn vị thôi, nhưng mà đúng là cái dãy hiện thời chỗ nào đang tăng lên đây, và không làm gì cả nữa. Nhưng mà nó ngược lại thì chúng ta cần chú ý, ngược lại khi mà ak mà nhỏ hơn ak trừ một, thì lúc bây giờ ak nó bằng ak trừ một, thì lúc bây giờ là cái dãy hiện thời nó dừng rồi, nó không lên nữa, thì chúng ta sẽ phải xử lý ở chỗ này, phải xử lý này. Ở chỗ này là ta phải làm hai việc, một là chúng ta phải so sánh cái cái len hiện thời và cái len max, đúng không, đây chúng ta so sánh if, đây nhé, if nếu mà cái len max, nhưng mà cái len max mà chúng ta đang muốn tìm ý, mà nó nhỏ hơn cái len hiện thời, tức là cái dãy hiện thời mà tôi đang tìm ý, cái dãy mà nó hiện thời lớn hơn, nó độ dài lớn hơn cái len max, thì chúng ta phải đặt lại cái tham số, chúng ta phải xét lại cái y max
bằng y hệ y hiện thời, y hiện thời, đấy, y hiện thời, và xét lại cái mà xét lại cái landmarks, landmarks bằng len hiện thời, len hiện thời, đấy. Tức là nếu mà cái landmark loại len hiện thời, tức là cái dãy hiện thời này được tăng nó dài hơn cả cái dãy mà chúng ta đang kết quả, cái dãy dãy cái đáp số chúng ta sẽ phải đặt lại lại. Sau đó là vì chỗ này là chỗ này là nó hết cái dãy, hết cái đứt khúc của cửa của ngữ data, chúng ta đặt lại, chúng ta sẽ lại. Và cho em xem lại đặt lại nhé. Bạn nào nói này gì? Đây. Ừ. Ý em nói xem hết đạo lệnh đi. Từ đầu đến cuối của nhân vật nào. Cho lại nhé, là thầy cho ca chuyển động từ 2 cho đến cuối, cho đến cuối giấy. Trong một trường chuyển động như vậy thì chúng ta sẽ lưu hai tham số của hai giấy. Một là y mắc lên mắc, cái giấy là cái giấy đa số của chúng ta. Hai là y hiện thời vào lên hiện thời, là cái giấy hiện thời chúng ta đang xét. Bắt đầu tăng hay không, tăng hay không. Thì nếu mà AK trừ 1 mà nhỏ hơn AK, tức là cái dãy chúng ta đang khởi đang tăng thật, thì chúng ta chỉ việc thay đổi cái len HT lên một đơn vị thôi. Còn nếu mà ngược trở lại là nó không, cái dãy cứ đang nó đi ngang, nó không đi lên nữa, thì chúng ta sẽ phải đặt lại. Chúng ta phải đặt lại, một là chúng ta là kiểm tra những len HT lớn, len max gắn lại y max bằng y HT và len max bằng len HT, và chúng ta sẽ lại như sau. Chúng ta sẽ xét lại cái IHT đây, IHT 9 bằng K, đặt lại vị trí hiện thời của nó, hiện thời ở đây, và đặt lại cái xét len HT bằng 1, đặt lại cái bằng 1 đó, bằng 1 nhé. Và đến cuối thôi, đến cuối thì chúng ta sẽ phải làm thêm một việc nữa, là chúng ta xoay cái này này. Để chúng ta lại cái bước nữa, chúng ta sẽ copy cái này xuống, bỏ cái này ra phần cuối đây. Khi kết thúc rồi, chúng ta sẽ trước khi mà kết thúc chương trình, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem là landmark nhỏ hơn landmark HT không, nhỏ hơn chúng ta đặt lại cái này. Và như vậy là sau cái vòng lặp này thì là xong, chương trình đã hoàn thiện. Hơi dài một chút nhé, chỉ có nhìn một tí. Đấy, nhắc lại này, thầy nhắc lại cái thuật toán của nó này. Chúng ta sẽ cho cái biến k chạy từ 2 cho đến cuối, cho đến cuối dãy. Trong quá trình chạy như vậy, chúng ta luôn lưu hai tham số, lưu hai cái dãy. Một là dãy hiện thời, dãy đều tăng hiện thời, và hai là dãy đều tăng tuyệt đối, là đáp số. Dãy hiện thời thì ta lưu hai tham số, một là IHT là địa điểm cái chỉ số đầu tiên của dãy hiện thời nên được tăng, và hai là len HT là cái độ dài của dãy được tăng, chúng ta đang xét. Thì nếu chu trình của nó tăng lên ấy, tăng lên thật, thì chúng ta thay đổi cái len HT lên, tăng lên một thôi. Còn ngược lại, nó đi ra hoặc đi xuống, thì chúng ta lặp lại, chúng ta đặt lại là IHT bằng K và len HT bằng 1. Nhưng trước khi đặt lại, chúng ta kiểm tra nếu len max nhỏ hơn len HT thì đặt lại cái y max và len max đây. Và cuối cùng khi kết thúc chương trình, chúng ta làm lại như này nữa. Đó. Đây chính là cái thuật toán để tìm cái dãy con đơn vị tăng, đúng không? Được tăng lớn nhất ở trong dãy. Rồi thì mình ta làm thử nhé. Khi mà chúng ta làm cái này rồi thì chúng ta sẽ gửi thông tin cho học sinh sẽ là người trả lời. Đây chúng ta vẫn được nguyên này để nhìn rõ nhé. Ở đây này, chúng ta sẽ gửi một thông điệp cho học sinh trả lời cho nó dễ nhìn, nó dễ nhé. Chúng ta gửi một thông điệp cho học sinh. Đây, là trả lời đi. Ví dụ thế nhé. Trả lời đi. Trả lời đi. Đó. Xin chào, xin sẽ trả lời đúng không? Bây giờ ta tham bên này. Đó. Khi nhận thông điệp là thì học sinh sẽ nói như sau. Học sinh sẽ thông báo là dãy con được tăng lớn nhất bắt đầu từ vị trí nào, có độ dài là bao nhiêu,
sẽ dùng lệnh này để trả lời thôi. Đây. Đang kiểm tra nhé. À, dạy con thằng lớn nhất bắt đầu từ đây. Dạy con đơn điệu tăng lớn nhất bắt đầu từ chỉ số Imax và có độ dài là bao nhiêu, có độ dài là Landmax. Đấy, chỉ này thôi, cái học sinh chỉ làm như vậy thôi. Bây chúng ta kiểm tra xem đúng hay là sai nhé, chạy thử xem nào. Cái này nó hơi... như vậy là đây tăng mắc con bắt đầu từ chỉ số 29 rồi, nó hơi to quá nhưng mà để còn nhỏ lại nhé, thì để cái sinh đi dạy số này chỉ là 20 thôi, nó sẽ nhỏ lại 20 nhé. Lại này đấy. Thầy ơi, thầy cho em coi đó, xin thầy ơi. Để kiểm tra đúng hay sẽ đúng hay sai đó nhỉ. Bắt đầu từ chỉ số 5. Đây là 1, 2, 3, 4, 5 đây này. 5 mà có độ dài là 3, đây là 11, 65, 78. Đúng rồi đấy. Chỉ là một lần nữa nhé. Chỉ số 5 độ dài là 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Bài làm của chúng ta là đúng rồi nhé. Em sẽ các cháu xem học sinh nhiên đây này. Học sinh nhiên có thế này thôi. Là như vậy, đây là một cái bài là có tính tối ưu rất là hay, tìm dãy con điệu tăng lớn nhất ở trong lòng dãy mẹ, nhưng mà chúng ta chỉ cần gì, cần đúng một vòng lặp thôi là được, các bạn nhớ nhé. Cái bài này có rất nhiều ứng dụng trên thực tế đấy. Ví dụ như cái bài chúng ta mô phỏng đánh cờ caro chẳng hạn, thì chúng ta phải lưu các cái dấu cộng trừ theo hàng dọc, hàng ngang và hàng chéo. Mà tại một thời điểm chúng ta luôn phải tìm cái dãy con maximum của nó là bao nhiêu. Đấy, điệu tăng mà đây không cần điệu tăng, đây là thầy sẽ sửa lại sau nhé. Đấy, thì bây chúng ta lưu cái bài này lại thành cái bài hôm nay, là cái bài đầu tiên của hôm nay nhé. Hôm nay là buổi thứ mấy nhỉ? B4, B5, B6, B7. Này là B7. Bài đầu tiên là dãy con cực đại đúng không? Dãy con. Con có cái con mèo chứ thầy. Gì? Dãy con có cái con mèo thầy. Thầy ghi cái này đã. Cực đại. Đây con mèo đây này. Đây nhá, đó. Đây là ban đầu này. Sinh dãy mà bất kỳ này, đúng không? Sinh dãy đây. 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 Tôi nhỏ lại để các bạn nhìn rõ hơn ở đây này. Đoạn đầu tiên là cái đoạn là thiết lập các dãy các ban đầu. Còn đây là một vòng lặp đây. Từ đây tới đây là vòng lặp đây. Vòng lặp này như này thôi, đó. Sau đó là cũng khá đơn giản, không có gì là phức tạp nhé. Đó. Chúng ta chạy thử lại nhân này, chạy thử lần nữa này. Đấy. Vậy còn nơi được tăng mắc bắt đầu thì chỉ số 8, có được là 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 4 và 66. Là cái dãy con mà được tăng lớn nhất đấy, còn lại các chỗ khác được nhỏ lắm. 3 này, 9, 3, 7, 7, 8 cũng là một dãy đưa ra con đưa ra có 3 phần tử. 4, 65 là 2 phần tử. 31, 34 là 2 phần tử. 83, 82 là 2 phần tử. Như vậy là chúng ta tìm cái vị trí khi dãy con được chưa?
Rồi thế bây giờ bài này thầy sẽ con đã hiểu chưa nào, bây giờ thầy sửa lại một chút thôi thành cái bài này. Đây là cái bài mà nó sẽ tổng quát được rất nhiều trường hợp khác. Đây bây giờ thầy sửa lại như sau nhé. Cho trước một cái dãy số bất kỳ. Bây giờ tìm một dãy con có các phân tử bằng nhau mà dài nhất. Đó. Bài này là bài khác nhé. Bài khác là bài này là tìm, không phải tìm dãy con đều tăng cực đại mà tìm dãy con gồm các số bằng nhau cực đại. Đấy chính là cái bài mà thầy muốn nói, cái bài chưa có rồi, là chúng ta cần phải tìm trên bất cứ hàng ngang dòng số này là tìm làm dãy con cùng các số 01 là bằng nhau là cực đại nhé. Đó bây giờ sửa lại một chút nhé. Thì sửa lại như sau này, sửa vào đây cho nó làm đúng bài đó là cho trước một dãy số ban đầu n phân tử và chúng ta tìm một dãy con liên tục các số bằng nhau nhé và có độ dài cực đại thì làm như nào, chúng ta có làm suy từ đây được không? Chúng ta hoàn toàn suy từ đây, chỉ sửa một chút thôi là được, sửa một chút đẹo thôi, sửa như sau nhé. Bây giờ thầy sẽ sửa như sau này, thầy sẽ sinh ra cái dãy số của chúng ta này, sinh đây, sinh nó không phải nó sinh nó gần nhau thôi, nó không sai nhau như thế này. Được, thầy định sinh là các số là từ đây từ 1 đến 5 thôi, 1 đến 5 thôi. Đấy, và ví dụ sinh ra một cái dãy của chúng ta là dãy kia là được. Bạn nào các bạn tắt micro đi nhá. Đấy, chúng ta sẽ sinh ra 50 số này mà mỗi số chỉ là từ 1 đến 5 thôi, nó rất là bằng nhau được. Và tìm cái dãy con là bằng nhau cực đại thì biết thì phải bỏ cái này đi, không để lên nữa. Bỏ đi nhá. Rồi thì thầy dạy thử cho các bạn xem cái dãy số chúng ta này. Đây này. Cái dãy số chúng ta nó có thể được bằng nhau, có là 11 này, 44 này, rồi là 33 vân vân. Bây giờ tìm một dãy con bằng nhau nhưng mà là cực đại thì vẫn bài đầu kia bài đó vẫn là câu đại đó là vẫn cần tìm Emax và Landmax. Emax là cái vị trí bắt đầu của dãy con cực đại bằng nhau. Hai là Landmax là độ dài của dãy con cực đại. Cho nên thuật toán của nó là không thay đổi, vẫn giống như ở đây. Chỉ khác ở một chỗ thôi. Chỉ khác ở chỗ này này, ở chỗ này này. Đó, khác chỗ này này nhá. Khác chỗ này thì bằng cái gì? Bằng kiểm tra nếu mà AK bằng AK-1 thì làm như này. Thay cái dấu giờ lớn để bằng dấu bằng là được. Có thể sửa lại như sau. Bài này làm y hệt như ở đây thôi. Chỉ thay một chút thôi là thay. Đây, thay cái này. Chúng ta sẽ bỏ cái này ra ngoài. Và chúng ta thay cái này. Đó. Thay vào đây. Là được. Đáng lẽ là cái kia là tìm dãy điều tăng thì chúng ta kiểm tra nó nhỏ hơn AK-1 nhỏ hơn AK thì chúng ta tăng cái len HT lên, còn đây nếu AK-1 bằng AK thì chúng ta tăng HT lên một, mà các bước sau y hệt như vậy cũng HT. Bây giờ thầy mới sửa lại nhá. Đây thầy mới sửa lại như sau này, sửa lại phần trả lời là như thế này, là dãy con bằng nhau cực đại, sửa một tí là ra dãy con bằng nhau max bắt đầu thì chỉ số này và có dài là như thế này. Hãy đi thử xem đúng nhé, không to là có thể này rồi, kiểm tra này. Đấy, dãy con bằng nhau max bắt đầu từ chỉ số 15 và có độ dài là 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 3 số 2 này. Đấy, là cái đợt dãy con bằng nhau cực đại. Thì thử một là bài khác nhé. Chỉ số 9 là có 2, cái này thì chỉ có 2 thôi. Làm cái chữ này. Bài khác đi. Chỉ số 5 là có 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3 số 5 đây. Chuyện nữa này. Số 8, chỉ số 8 mà có dài là 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 4 số 5 là nhất này.
Đấy, được chưa? Đó, như vậy chúng ta vừa mới làm bài 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 thứ hai này là bài là như sau: cho trước một dãy số bất kỳ chỉ ra là chỉ ra một dãy con lớn nhất nhưng mà có các phần tử bằng nhau. Được chưa? Bây giờ thầy thầy ơi cho em xem là về phần con mèo không thầy? Mèo đây, con mèo đây. Bài này giống như bài lúc nãy, chỉ ra sửa mỗi chỗ này thôi, không 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 sửa chỗ nào khác, sửa mỗi chỗ đó thôi. Được chưa? Giờ thầy mới ghi lại. Cho con coi câu lệnh nói thầy. Gì cơ? Cái câu lệnh nói của thầy. Câu này gì? Câu này gì? Dạ. Dạ. Thầy ghi lại bài bài này. Nhưng bài này là bài là tìm dãy con dãy dãy con bằng nhau cực đại, bằng nhau cực đại. Đấy, như vậy vẫn là cực đại nhá. Đấy, các bạn có hiểu không? Xong rồi bây giờ xem lại nhé, xem nào có hiểu không nhé. Rồi, bây giờ thầy sẽ sửa một chút nữa. Thế các bạn xem ý kiến các bạn sẽ sửa thế nào. Bây giờ đầu bài của thầy là cái dãy số bắt đầu của chúng ta không phải chỉ là các số từ 1 đến 5 đâu, mà chỉ 0 và 1 thôi. Trong dãy số toàn là 0, 1 thôi. Đúng là một dãy nghĩa phân 0, 1. Bây giờ đầu bài là tìm ra một dãy con toàn số 1 lớn nhất. Thì làm như nào? Đấy nhé, thì các bạn chú ý nhé. Thì bây giờ bài này là khó hơn bài này đấy. Nói mà cái bài này là cái bài này đang làm ở trên màn hình này thì nó là giống giống cái bài là tìm cái dãy con biến độ tăng cực đại, hay là tìm cái con bằng chưa đó. Thế bây giờ thầy muốn sửa bài này đi một chút, thành bài khó hơn, thành bài số 3 đi. Bài số 3 gọi là như sau. Bài số 3 là như này, thì muốn sửa từ bài này, thì muốn sửa từ bài này là như thế này: là cho trước một cái dãy ban đầu không phải là các dãy bất kỳ mà dãy là dãy nhị phân thôi, tức là không còn một thôi. Được chưa? Đây thì bây giờ thầy sửa chỗ này thành không này, không này, sửa rồi thành một. Đây chúng ta lên ra như thế này, các bạn xem nhé này. Đấy, có một thôi. Và bây giờ thầy cần gì? Cần tìm ra một dãy con liên tục các số toàn số 1 thôi mà là lớn nhất. Đấy. Thì cách làm nó sẽ giống như hình bài này, nhưng mà ta sẽ phải chỉnh sửa một chút, hơi khó hơn một chút. Chúng ta vẫn lưu cái dãy maximum bằng hai tham số là imax và lenmax. Dãy hiện thời ta vẫn lưu là y hiện thời và len hiện thời, nhưng mà chú ý khi mà k chuyển động ấy thì k mà nhảy vào cái ô mà là cái số 1 ấy. Đấy, thì ta chú ý nếu mà trước đó k nhảy vào số 0 ấy. Đấy, thì như vậy nó không nằm ở đâu cả, chúng ta bỏ qua. Còn k nhảy vào số 1 thì chúng ta bắt đầu chú ý là chúng ta sẽ bắt đầu đếm lại cái dãy, hoặc là chúng ta sẽ làm như là đó là chúng ta đang nếu chúng ta đang ở trong dãy hiện thời rồi thì khi bước vào một thì tăng cái đầu dài hiện thời lên một. Còn khi chúng ta bước ra khỏi cái đang từ một mà trở về không, thì chúng ta phải chú ý đang từ một mà trở về không mà chúng ta phải làm lại giống như ở đây. Đấy. Và với cái bài này thì chúng ta sẽ phức tạp hơn. Cái bài mới này là chúng ta sẽ biến nhớ này là chúng ta chưa đủ, chúng ta cần thêm một cái biến nhớ nữa để mô tả là khi mà ca chúng ta cho ca chạy thì khi chạy trên 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 dãy A đó, nó có
nó có ba nó có ba trạng thái của cục K. Một là chúng ta đang chạy trên cái dãy là một. Hai là chúng ta đang chạy trên cái dãy là không. Và ba là chúng ta chuyển trạng thái từ K về không hoặc từ không lên từ một về không và từ không lên một nhé. Khi mà K chuyển động từ đầu đến cuối dãy thì chúng ta thấy có một là K chạy trên toàn số 1 cả. Hai là K chạy từ từ K K chuyển từ vị trí 1 sang 0. Và ba là K chuyển động trên toàn không và bốn là K chuyển động từ 0 sang 1, sang 1. Được chưa? Như vậy chúng ta cần một biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái của K là chúng ta đang ở đâu? Đang ở đâu? Nhé. Rồi, thì như vậy bài này chúng ta như vậy chúng ta vẫn dùng cùng cái biến nhớ là Emax, Landmax để mô tả cái dãy con lớn nhất gồm toàn số 1. Dãy y hai biến nhớ là IH y hiện thời và len hiện thời cũng để mô tả cái dãy hiện thời toàn số 1 đang đang xét. Mà chúng ta cần một biến nhớ thứ ba nữa để chúng ta tính. Đấy, đó là khó hơn nhiều như thế nhé. Và để khó hơn. Chúng ta sẽ phải như thế này, chúng ta sẽ phải thêm một biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái. Rồi, chúng ta tạo ra một biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái nhé. Thì thầy sẽ gọi cái biến này là status. Tiếng Anh đi cho nó hay nhé. Mô tả trạng thái thì status này nó có trạng thái như sau. Status bằng 1. Status bằng 1 là chúng ta đang ở trên cái dãy đang nằm trên cái dãy là đang đi ở trên số 1. Và status bằng 0 là chúng ta đang đi ở trên cái ô bằng bằng 0. Được chưa? Đó, chúng ta phải chú ý nhá. Một cái bài này chúng ta chú ý này. Thì ban đầu thì chúng ta cứ đặt tạm thời. Ban đầu chúng ta cứ tạm thời đặt cái gì? Chúng ta sẽ đặt tạm thời là ban đầu mặc định ấy. Đặt tất bằng không nhé. Coi như chúng ta khi chúng ta chưa chạy gì cả thì chúng ta đặt tất bằng không. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cái đề bằng chạy ca chạy từ một. Lần này là khác nhé. Lần này là khác vì chúng ta chưa biết là nó nằm ở đâu. Chúng ta đặt rồi nó đặt chúng ta sẽ cho ca chạy từ một cho đến len của A. Len của còn chỗ này chúng ta kiểm tra lại chỗ này là cho làm sau nhé. Đấy, này này. Đấy. Thì như này nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng chú ý nhé. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem là một một thì là không đây là thay vào đây. Chúng ta chú ý bài này khó hơn nhé, bài này khó hơn đấy. Thì ban đầu chúng ta đặt là khi chúng ta bắt đầu vào chương trình thì chúng ta đặt status bằng không là gì, là nôm na là chúng ta chưa hề đánh dấu gì cả và khi đó tất cả những cái giá trị này chúng ta đặt là không hết. Chưa xét cái đề bằng không hết nhé. Như vậy là cái ban đầu là k max bằng không, len max bằng không, k hiện thời bằng không và len hiện thời bằng không đó, và rất bằng không chứng tỏ rằng chúng ta chưa chưa xét gì cả nhé. Bây giờ thầy sửa cho đẹp hơn, thì mình để cái này, để cái k này xuống dưới chỗ đây, để k cuối cùng đây. Bắt đầu chuyển động cho K chuyển động từ đầu đến cuối dãy, đúng không? Và khi đó bắt đầu đây thì bắt đầu có hai trường hợp. Trường hợp một là khi mà phần tử của A bằng 1 thì sao, còn đây là trường hợp mà khi K bằng K bằng khi A bằng 0 thì sao. Thì nếu bằng 1 thì phải kiểm tra trước đó đã, trước đó là như nào. Trường hợp mỗi trong này chúng ta đều phải có hay đều phải có cái xảy ra các trường hợp khác nhé. Như thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái này nhé, cái hơi khó. Thầy tắt toàn bộ mic đi thầy. Gì?
Thế Thế khóa các con mau mic đi. Tất cả mic đi nhé. Vâng ạ, bởi vì là nếu không thì bạn hacker bạn nó cứ làm ồn ạ. Tắt luôn cái trả lời đi thầy ơi, thầy luôn tắt luôn cái nói chuyện này thầy. Tắt luôn chat đi ạ. Tắt phòng chat rồi sao mà nhỉ? Phòng chat tắt từ đâu nhỉ? Để. Chat tắt rồi đấy, chat. Không biết được. Thầy tắt của bạn hacker. Bạn ấy đổi tên thành dấu chấm. Bây giờ bạn mà này bạn thay đổi liên tục mà thầy biết rồi. Nhưng mà thầy đang Để thầy đang đéo á thầy. Để tắt cái chat đã. Chỗ nào này? Chat là nhiều quá, bây giờ thầy đây. Rồi thầy tắt chat rồi nhá. Thầy tắt chat rồi, bây giờ thầy share lại này, thầy share lại và thầy sẽ tắt mic đi thầy. Thầy tắt mic đi. Rồi tắt mic đi nhá. Thầy tắt mic toàn bộ nhá. Tắt toàn bộ lớp. Nào, tắt toàn bộ lớp nào. Tắt xóa mic đi, không cho mở mic luôn. Thầy. Đây. Tìm chỗ tắt mic toàn bộ là ở đâu nhỉ? Không bật được rồi. Đây. Rồi, tất cả bộ rồi nhá. Bây giờ bài này thầy sửa một chút được bài này khó hơn nhá. Bài này là cái bài mà nhắc lại đề bài này, cho trước một cái dãy toàn 01 đây. Toàn 01. Bây giờ phải chỉ ra một cái dãy con gồm toàn số 1 mà là dài nhất trong 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 cái chỗ này. Cái bài này là bài này chính là cái bài rất quan trọng, cái bài này có rất nhiều ứng dụng trên thực tế nhá. Thế bây giờ làm thế nào? Thì bài này về mặt thuật toán nó hơi na ná tương tự như cái bài tìm dãy con maximum nhất mà ta vừa làm lúc nãy. Nhưng mà nó khác. Dãy con maximum thì chúng ta luôn chạy trên cái, chúng ta luôn có cái dãy hiện thời chúng ta có, luôn có khi k trên từ 1 cho đến n cho đến n, chúng ta luôn có cái cái gì nhỉ? Chúng ta luôn có cái chúng ta luôn làm trên dãy hiện thời. Nhưng mà ở trường này thì không. Trường này chỉ khi mà a bằng 1 thì nó mới nằm ở trên cái hiện thời. Nhá. Đây. Đây. Đây này. Đây nhé. Thì chúng ta luôn luôn chúng ta chú ý là chúng ta có thêm biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái. Nếu mà status bằng 0 thì là chúng ta không có dãy hiện thời. Còn status bằng 1 thì chúng ta mới bước vào dãy hiện thời nhé. Rồi thì chúng ta làm như sau này. Các bạn cái phần này là phần rất quan trọng, các bạn cùng với thầy chúng ta quan sát nhé. Trước rồi cậu nào còn phá đám của thầy rồi này, chuyện thật thôi. Làm nào bây giờ? Thầy bị một cậu bạn nó cậu cậu nào cậu vào xóa của thầy rồi. Cậu bé kia rồi. Nhìn làm nào bây giờ? Bây giờ thầy sẽ mở lại cái file nữa nhé. Mạnh cũng chưa kịp ghi. Thầy sửa lại là hôm nay là bài số 7. Dễ
dãy con bằng nhau cực đại. Không quan trọng đâu. Rồi. Đây, thầy sửa lại bài này đây. Đây, thầy sửa lại nhé. Bây giờ này, cái dãy A ban đầu thầy làm như sau này. Dãy A ban đầu là chỉ gồm toàn số 0 và 1 thôi. Đây là 1 và đây là 0 nhé. Đây là 0 này. Cô này cô vào phá đám kinh quá trời ơi. Không thể làm cái gì nữa. Để kiểm tra cái sao nhỉ? Cậu này cô vào cô vào, Hà vừa cơ là vừa người tức là Hà Lê đấy. Các bạn thân này, Hà Lê là ai nhỉ? Ai con không biết. Ông rồi bật mic rồi kìa thầy. Tắt mic đi. Quá vết đi thầy. Các bạn tìm cho thầy ghi câu Hà Lê với. Hà Lê thầy. Con không tìm thấy Hà. Ghi Hà Lê á. Hà Lê em thấy rồi thầy. Đang vào phá đá thầy. Còn đây Khang Bê. Nói bà avatar mà sắp được biến đó thầy. Thầy ơi đấy là tên em dạo trước thì nhưng mà bây giờ em chuyển sang tên B rồi chắc là bạn ý làm hacker đấy thầy ạ. Ừ hacker biển đâu nó có rất nhiều tên luôn đấy. Ông ơi thầy ơi, hacker là ha 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 thầy. Ờ, Khang Mem đấy. Avatar màu trắng đấy thầy. Cái hacker thầy. Kia làm nào để đuổi đi. Các bạn mà có tên là ha 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 với cái avatar màu trắng đấy thầy. Cất hack đi thầy. Cất đi thầy, cất rồi đó. Cất rồi thầy. Chưa cất thầy ơi. Báo thầy là đeo tin thầy. Kín tên rồi thầy ơi. Nó như thế là đeo tin đó thầy. Màu trắng đó thầy. Đeo tin. Đây là đeo tin. Bạn nó bằng đổi tên thành đeo tin rồi thầy. Máy tính đeo rồi thầy. Đó chứ là Khang Mê Mê. Là diễn tên rồi thầy. Khang Mê Mê này. Khang Mê Mê có tới mấy người lận. Mấy người luôn rồi. Năng của lửa. Khang Mê Mê mà có lâu một màu trắng đó thầy. Màu trắng đó thầy. Ơ thật. Ơ em có biết gì đâu thầy. Khang Mê Mê và ta màu trắng thầy. Ủa em có biết gì đâu.
Ơ mày gì? Avatar màu trắng đó thầy. Nhiều lắm, vì cái câu này cô làm rất nhiều người luôn. Avatar màu trắng rồi thầy. Đừng quan tâm với giải thích thầy. Cái bạn hacker nó đổi sang Avatar màu vàng rồi thầy. Nó cứ đổi liên tục. Cứ giảng tiếp với thầy. Wow, hacker đó. Mẹ có mày làm nào. Cô này cô làm. Rồi, dây số gốc là A nhá. Đây này. Nó làm cái dây này này. Đó. Bà bây giờ cần phải tìm ra cái dãy cần phải tìm cái dãy con gồm toàn số 1 lớn nhất. Lớn nhất. Đó. Thì cách làm của nó cũng giống như là cái bài kia nhưng mà ta phải sửa đi một chút. Sửa đi một chút thôi. Đây, quay ở đây nhá. Để sửa như sau này. Thầy sẽ thêm một cái biến nhớ có đặt tên đó là con mic cái gì thầy? Sao? Khóa mic trước đi thầy. Đặt tên là status này. Không gõ nổi. Ôi là hát rồi thầy ơi. Bạn ra đi thầy ơi. Bạn ra đi thầy. Bạn là khăn mềm mềm thầy. Chứ có một đeo đeo một đoạn đó thầy. Thế bây giờ thì biết thầy biết là khăn mềm rồi. Nhưng mà không các bạn ở dưới màu vàng có chỉ có màu đen màu đỏ thôi, avatar rồi. Thì kích bằng nó ra thôi. Đây đây thầy đang tìm. Kích thầy ơi. Đổ tay thành cao nguyên rồi thầy. Bạn nó đổi thành cao nguyên gì đó rồi thầy. Dấu chấm rồi thầy. Ai cái dấu chấm rồi thầy. Con này con đổi tên liên tục. Nó lại đổi thành dấu chấm rồi thầy. Thành Duy Tân hả? Bạn đổi thành Duy Tân Tân nữa là sao? Thằng Khánh Đan rồi thầy. Đan á thầy. Bạn đổi thành Khánh Đan nữa rồi thầy. Thành Đeo Tin rồi thầy. Đeo Tân rồi thầy. Đeo bạn đổi thành cao Đeo Tin rồi. Ngoài cao ngờ. Chú thấy cứ khóa mic trước đi thầy. Z V khóa mic đi thầy. Đổi lên A Z chứ nữa là thầy. Chú khi hoàn tâm thách cửa khóa mic trước đi. Z Y dài. Chết luôn. Bạn biến luôn cái bảng cái luôn thầy. Rồi. Status nhé. Đây chúng ta thầy nhắc lại này. Bữa nay chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ đặt. Vì là cái bài này là cái hiện thời không phải lúc nào nó có. Tùy từng vào trị giá trị của K. Khi mà AK bằng 1
thì mình có khái niệm là giấy giấy hiện thời, còn AK bằng không thì nó không có giấy hiện thời. À, cho nên chúng ta phải đặt một cái biến nhớ để mô tả cái trạng thái là đang có hay không ở giấy hiện thời. Chúng ta sẽ thiết lập đầu tiên là thiết lập status đây bằng không là không có gì, và chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ thiết lập cái này bằng không hết, hoặc không hết cái này giúp bài này các bạn chú ý, bài này rất là hay, rất là khó đấy, lại khó nhé. Rồi, và ban đầu chúng ta sẽ thiết lập status bằng không, và chương trình sẽ chạy từ 1 trở đi, từ 1 đó. Và đây là cái chỗ này là len của A. Rồi nhé. Đó, thì đây là ban đầu, vì là chúng ta bắt đầu chạy từ K bằng 1, chúng ta chỉ biết là cái AK bao nhiêu, chúng ta chỉ biết về toàn bộ kia giấy hiện thời là đặt tên là len hiện thời là bằng 0, y hiện thời là bằng 0, và do đó cho nên len max cũng bằng 0, y max cũng bằng 0. Được chưa? Status bằng 0. Rồi, và bắt đầu chạy đây. Đó. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ chuyển động vào đây. Chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp. Trường thứ nhất ấy là khi phân tử chúng ta đang chạy nó là 1 thì làm như thế, cần thì là thế như nào, mà không được như thế nào, chúng ta sẽ phải chú ý. Đó. Chúng ta chú ý nhé, cái bài này tương đối khó. Rồi. Thì bây giờ như sau này. Trường hợp mà trường hợp mà phân tử K chúng ta chạy, chúng ta đang chạy đến đó mà là 1 ấy, thì khi chúng ta phải xử lý phụ thuộc vào cái status đó. Trên ở trong cả hai trường hợp chúng ta đều phải làm cái lệnh này, là nếu status bằng 1 thì sao, bằng 0 thì sao. Đó, kiểm tra ở đây nhé. Nếu status bằng 1 thì sao, và nếu bằng 0 thì sao, chúng ta phải xử lý từng trường hợp một. Đây này, chúng ta đưa cái này vào đây này. Đưa cái này mà ta bỏ con tạm biệt, bỏ con này ra nhé. Ta xếp từ gặp một này. Không bảo gọi này. Ở đây chứ, ở chỗ này chứ. Đó. Nếu mà AK bằng 1 nhé, chúng ta đang bức phần từ AK bằng 1 thì chúng ta kiểm soát status này. Đây. Nếu mà status trước đó là 1, tức là trước đó chúng ta vẫn đang đi trên cái dãy hiện thời, thì ta tăng hiện thời lên 1 đơn vị. Được rồi, có để đúng rồi nhá. Còn ở đây, còn đây là gì? Ở đây là trước đó status bằng 0, còn khi AK bằng 1, tức là chúng ta bước từ 0 sang 1. Đấy, từ 0 sang 1 thì sao? Thì là bước sang 1 thì cái dãy max không thay đổi, nhưng mà dãy hiện thời nó thay đổi. Chúng ta làm như sau, thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây này, chúng ta sẽ đặt lại là set y hiện thời bằng K. Trước đó là không có, bây giờ bước vào 1 thì bắt đầu có hiện thời, set IHT bằng K và set cái len hiện thời là 1. Đó. Vậy là ở đây nhé. Đó, nếu mà chúng ta đi bước vào 1 thì nhìn thấy như vậy. Còn ngược lại ở đây chúng ta mới để lại ở đây nhé, chúng ta bỏ ra ngoài này. Đấy. Ngược lại ở đây nhé. Nếu đây là không, nếu đây là ở đây chứ lại, nếu mà y mà ky bằng 0. Đấy. Thế bằng 0 thì chúng ta cũng phải xử lý tùy thuộc vào cái chuyện là trước đó là 0 hay là 1 nhé. Rồi, nếu trước đó là 1 thì sao? Nếu trước đó là 0 thì ta bỏ qua. Nếu mà status bằng 0, trước đó là 0 vì là 0 nữa thì được, chúng ta không làm gì cả, nhưng mà trước đó là 0. Trước đó là 1 vì là 0, ta phải chú ý. Đây. If đây, nếu mà trước đó là 1, đây, nếu trước đó là 1 nhé, là 1, mà và bây giờ là 0, đây đang bị là 0 thôi mà, bây giờ là 0, thì chúng ta phải là 1, là chúng ta phải kiểm tra cái landmark này, vì đang từ 1 vào 0, thì như vậy chúng ta hết cái hiện thời vào 0, và chúng ta phải kiểm tra nếu landmark nhỏ hơn len HT thì set y max bằng IHT và len max bằng len HT ở đây.
chưa? Đó, và sau đó chúng ta sẽ đặt lại status bằng 0. Đang từ 1 chuyển về 0 mà đây, đang từ 1 nhé. Chuyển về 0 thì chúng ta sẽ phải đặt lại. Chúng ta sẽ phải đặt lại cái status về 0. Đây, chúng ta đặt ra đặt đây này. Đặt ở đây này. Đó. Còn status mà không thì chúng ta bỏ qua, chúng ta không cần chạy nữa. Để ta thêm một lệnh nữa nhé. Như này này. Chúng ta thấy thiếu một tí. Nếu status bằng 1 thì như này. Còn status bằng 0. Bằng 0 thì ở đây chúng ta phải đặt lại lệnh nữa. Để quên là lệnh nữa ở đây là chuyển sang trạng thái là 1. Đây. Nếu status bằng 0 này. Đây là status bằng 0 nhé. Thì là chúng ta đặt là IHT bằng K và len HT bằng 1 và set status bằng 1. Đó, được chưa? Và đến cuối cùng ở đây chúng ta vẫn là một kiểm tra cái này. Đó. Thấy được chưa? Bài này cái này hơi dài, cái bài này là khó đấy, bài này là theo thầy là một bài rất khó, bởi chúng ta kiểm tra đúng cái này nhất, ta kiểm tra thao tác là đúng nhé. Rồi, thế bây giờ sau khi mà trở lại đi thì học sinh sẽ báo như này. Là dãy con toàn số 1. Dãy con toàn 1 max là đấy, max bắt đầu từ chỉ số này và bắt đầu ra là như thế này. Đấy, ta sửa tí thôi. Thì bài này chúng ta sẽ đổi tên là gì? Bài này chúng ta sẽ đặt tên là cái bài là gì? Bài là tìm dãy con một trong dãy con một cực đại. Được chưa? Đó. Để ta kiểm tra đúng không nhá? Kiểm tra đúng không? Kiểm tra xem là thầy đặt lại con số nhỏ để ta dễ thầy chỉ ra là 2 phần tử thôi. 2 phần tử. À, từ 1 đến 0 nhé, kiểm tra này. Đây này. Tổng số 1 là max bắt đầu từ chỉ số 5 và có độ dài là 2. 0 1 2 3 4. Sai rồi, 0 1 2 3 4 5 bị sai đấy. Ở đây cái dãy 1 là 2 là dãy đúng không? À, 0 1 2 luôn là 5 đúng rồi đấy, chính xác. 0, 1, 2, 3, 0, ở đây là 1, 1, 2, 3, 4, 5, chính xác rồi, chỉ lại lần nữa nhé. 1, bắt đầu là 4, rồi 1, 2, 4, đúng rồi, chính xác. Bắt đầu từ 4, có một con đường là 5. Này, 1, 2, 3, 4, 5, chính xác rồi. Đó. Bây giờ chúng ta, các bạn, thầy nói lại các bạn cái bài này nhé. Cái bài này là về mặt thuật toán nó tương tự như là cái bài tìm dãy con maximum cực đại hay tìm dãy con maximum bằng nhau cực đại, nhưng mà nó khác. Bài này khác gì? Vì là khác cái bài trên, là khác cái bài kia, là vì là chúng ta chỉ cần tìm cần phải tìm dãy con là toàn một maximum, cho nên là khi mà trong biến ca chạy đó thì chúng ta chú ý luôn có hai trạng thái là hoặc là status bằng 0 hoặc status bằng 1. Nếu status bằng 0 là chúng ta đang đi ở trên cái tờ giấy 0 mà chúng ta không làm gì cả nữa. Hoặc status bằng 1 là chúng ta đang có cái hiện thời, đang có cái hiện thời. Lên hiện thời nhé. Các bạn muốn nói không? Cho các bạn là nói lại nhé. Ai muốn hỏi gì thì hỏi nhé. Hôm nay là thầy đã được cái câu kia câu thầy cho ra ngoài rồi, đừng có yên tâm, nó không ấy đâu. Đó, bài này hơi dài đúng không nào? Cái toán này rất là dài và rất là hay luôn. Chính toán này là thuật toán là dùng trong cái trò chơi cờ caro đấy. Chúng ta sẽ luôn được kiểm soát xem là hiện tại trong mọi hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo của chương trình thì là của cái lưới là có bao nhiêu, là cái dãy maximum gồm toàn số 1 là bao nhiêu
là bao nhiêu phần tử, dễ maximum toàn không là bao nhiêu phần tử. Mà này chúng ta có thể sửa lại một chút là trở lại là gì, là một dễ toàn không thì ta làm như nào, ta sửa cho một thành không thôi, sửa chỗ này này là xong. Sửa cho thành không thì là dãy con thì là thành cái bài là tìm dãy con cực đại gồm toàn số 0. Còn ở đây mình là 1 thì tìm dãy con cực đại gồm toàn số 0. Bạn đã hát thầy ơi. Bà có bây cái hình ảnh của thầy ấy thầy. Đâu quay trở lại bà thầy hơn xưa. Thầy tắt mic như thầy. Có mic như thầy. Ừ. Để mic cầm chi. Được rồi. Để chơi một cái bài này các bạn đã nhớ chưa nào? Hay bài này là bài khó nhé, bài này là bài khó và cái bài này cũng là cái bài mà chúng ta sẽ kết thúc cái chủ đề về giải toán dãy ở đây nhé. Thầy lưu lại một lần nữa để các bạn nhớ. Thầy nhắc lại cái đề bài là như này nhé, là tìm cái dãy này, đây này, dãy con toàn một thì như thế này, đây, bắt đầu từ chỉ số 8, có độ dài là 3, này cái dãy của chúng ta này. Đây. Đoạn là 3 này, chính xác không? Chính xác hoàn toàn đấy. Nếu chúng ta mà sửa đi một chút, chúng ta sửa đi chỗ này là 0 thì là dễ, chúng ta sẽ dễ là tìm và tập chúng ta sẽ là cái yêu cầu là gì? Là kết thúc cái lời giải của nó là tìm dãy con maximum gồm toàn số 0. Thầy sẽ ghi lại một lần nữa để thầy. Rồi thì chúng ta kết thúc ở đây nhé. Bây giờ thầy sẽ chúng ta còn thời gian, chúng ta sẽ chuyển sang cái chủ đề mới của ngày hôm nay nhé. Của từng cái chủ đề mới là thầy sẽ cùng các bạn chúng ta tìm hiểu các bài toán khác nhau. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của các cái biến nhớ đặc biệt. Đấy thì cái bài này là cái bài mà các bạn nhìn bài này là một cái bài rất điển hình của khái niệm là biến nhớ. Bạn thấy không nào? Cái bài này chúng ta dùng cái biến nhớ là status này, imac này, landmark này, y hiện thời và lai hiện thời. Chúng ta thấy cái nhóm biến nhớ này là rất quan trọng, không thấy không nào? Chứ cái vai trò biến nhớ là rất quan trọng. Cái người lập trình giỏi là cái người mà trong một toán dễ thì không nói gì, một toán khó là chúng ta biết cách để đặt tên cái biến nhớ, đặt biến nhớ cho nó hợp lý. Biến nhớ đặt mà tạo ra mà nhiều quá thì nó gây hỗn loạn cho chương trình, nhìn mà rất là khó và chúng ta rất là khó kiểm soát chương trình, nhất là khi chuyện nó sai. Nhưng biến nhớ mà lại ít quá thì không đủ khả năng, không đủ sức để chúng ta xử lý các cái trường hợp khác nhau. Đó, chứ thì cái người lập trình giỏi là cái người mà là phải tạo ra được các cái biến nhớ một cách là hợp lý, vừa đủ mà là vừa hay. Đấy, cho nên cái vai trò biến nhớ là rất quan trọng đối với người lập trình. Thầy mà nói ý đó thì các bạn, cái này nó không có một lý thuyết chung nào cả để mà nói được cái bài tập này thì cần bao nhiêu biến nhớ, bài tập khác cần bao nhiêu biến nhớ, nó không có lý thuyết chung mà chúng ta cần phải tích lũy bằng kinh nghiệm thôi, bằng kinh nghiệm rồi bằng cái tư duy của chúng ta làm sao cho nó hợp lý nhất, làm sao cho nó tối ưu nhất nhé. Rồi thì bây giờ thầy sẽ cùng chúng ta cùng nhau làm một số các bài tập mà từ đơn giản đến phức tạp và chúng ta thấy là cái vai trò biến nhớ nó như thế nào. Thì bây giờ thầy lưu cái mới mà thầy sẽ cùng nhau làm cái bài tập này. Biết rồi, các bạn biết cả rồi, nhưng mà thầy muốn nhắc lại là chúng ta, thầy sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái biến rất quan trọng là cái biến đó gọi là gravity nhé. Các bạn biết rồi, thầy muốn nhắc lại là cái biến mô tả cái trọng lực của trái đất. Đấy. Chúng ta sẽ dùng cái biến này để mô tả cái là khi một người nó bay lên trời, nó có thể là tốc độ luôn luôn hút xuống lũ trái đất, luôn là rơi xuống. Thì cái rất nhiều bài tập là nó phải dùng cái biến nhớ này. Đây là một trong biến nhớ rất quan trọng bên trong của rất nhiều bài toán khác nhau, bài toán mô phỏng khác nhau đấy. Để chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau, về thầy sẽ tìm cái em bé mà nó có cái chức năng là chạy được ấy. Và chúng ta sẽ cùng em bé đó, chúng ta sẽ mô tả
chúng ta cho em bé là chạy từ bên phải sang trái màn hình và nó chạy liên tục từ phải sang trái, từ phải sang trái, và chúng ta sẽ điều khiển em bé đó là nhảy lên trên, nhảy lên trên nhé. Đâu nhỉ, em bé nó nằm ở đâu rồi? Có phải em bé này? Đây rồi, em bé này này nhá. Đấy, em bé này là chúng ta chạy được đấy, là chúng ta có thể chạy được đây. Nó làm thừa cho nó làm thừa mất hai cái hai cái đấy. Đây, em bé đây này nhá. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ cho em bé này cho nó bé lại này, chúng ta sẽ cho em bé này nó nhỏ lại nhé, và chúng ta sẽ điều khiển cho nó đây, chúng ta cho nó set 60% này. Rồi đây nhé, thầy sẽ vẽ một cái đường ngang ở đây và để mô tả em bé tu chạy trên cái đường ngang này nhé. Đấy, bây giờ thầy cứ bố tẻ mẹ chạy thì ta biết rồi, ta làm nhanh nhé. Thì thầy sẽ vẽ trên cái background này nhé. Thầy chọn cái màu. Màu nhạc hạ đi. Này, màu này nhé. Đấy. Sau đó tôi sẽ bitmap thì tôi bỏ cái dưới cho đẹp. Thật đẹp, chả đẹp gì. Đấy, rồi thầy sẽ để cho em bé luôn chạy lên nữa, đây chạy luôn từ trái sang phải màn hình nhé. Đấy, đấy thì cái tạm thời thầy để như thế nhé. Rồi thì bây giờ thầy trước hết thầy mô tả cái phần dễ hiểu, phần đơn giản đã, thì tức là em bé sẽ chạy luôn từ bên phải sang bên trái màn hình. Thì đây thầy mô tả đây. Thì ban đầu nó nằm ở đây. Nằm ở đây nhé. Thì là ở đây. Ở đây ban đầu em bé là y bằng trừ 84 đây. Là x thì bằng trừ 200. Chúng ta cho lên cái vị trí ban đầu của nó nhé. Em bé đây. Đây. Được. Thầy sẽ setup như sau này. Thì đặt một cái biến nhớ. Y 84 là cái vị trí của em bé theo chiều y nhé. Thì đặt một cái biến nhớ. Có tên là y. Để mô tả cái chặng kia. Tại vì không nhập lẫn nhé. Không. Rồi. Như vậy là xét cái y không. Xét cái y không bằng trừ 84 đây này. Đây, trừ 84 nhé. Trừ 84. Đó. Gì đấy Trang ơi? Thế à? Thế cơ bao là áp. Chẳng có ai kìa. Cái em bảo các bạn thế là thầy bị đẩy ra gì, thầy là cứ tưởng là vì là gì nhỉ? Chẳng có ai kìa. Yeah. Chết rồi, thế bạn. Thế bây giờ thầy sửa ngoài nào thì không biết đâu, bây giờ không biết làm thế nào, vì lúc ấy là với cậu gì cậu phá quá đâu mà thầy cứ tìm cậu để thầy remove ra mà
Thế đẩy ra ngoài chắc là đẩy nhầm anh đẩy. Thế à? Ừ, thôi vậy là chịu vậy để biết chịu như không biết làm nào để vậy được. Có ba người à? Thế bây giờ không nhìn thấy luôn, nhìn thấy là thì cho vào ngay, không nhìn thấy ở đây. Xem ở đâu nhỉ? Xem chỗ nào không thấy chỗ nào cả. Không thấy chỗ nào là tìm những người mà mình đã từng đẩy ra để lại đưa vào cái gì không thấy. Thôi vậy rồi sau vậy. Ừ, để buổi sau đi nhé. Ừ. Rồi bây giờ này nhá. Thì ban đầu thì đặt cái người đó chạy vị trí thứ 19 này nhé. Ban đầu này, đấy, ban đầu là âm 220 đi nhé. Thế bây giờ thì muốn như này để cho bạn thấy là cho nó chạy ngày nhé. Thì muốn thông thường khi bắt đầu chương trình ấy thì người dùng sẽ bấm nút bấm space là bắt đầu chương trình và thì đặt ra cái biến nhớ có tên là thông thường cái biến nhớ có tên là start ấy. Start là cái biến nhớ để mô tả bắt đầu chương trình. Start bằng 1, bằng 0 là trình chưa bắt đầu, bằng 1 là bắt đầu chương trình. Các bạn nhớ nhé, thông thường là biến start là như vậy. Và thường có biến nhớ thứ hai là biến stop, là stop mà bình thường stop bằng 0 là chưa kết thúc, stop bằng 1 là kết thúc. Thì như vậy là hai cái biến nhớ là start và stop là thường xuyên dùng để mô tả cái trạng thái chạy của chương trình. Hai biến nhớ rất là quan trọng. Bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta mô tả cái trạng thái bắt đầu chạy đầu chương trình nhé. Khi bắt đầu trình thì ta bấm nút và lá cờ là như thế này. Còn khi bắt đầu chơi bắt đầu chạy chương trình thì chúng ta sẽ phải chạy từ ta dùng kia thông thường dùng cái bằng kia gọi là gì cái sân khấu của chúng ta điều khiển chương trình đây. Khi mà chúng ta bấm space nhé, đây thì đây là đây này. Khi mà bắt đầu chương trình thì sân khấu sẽ là người kiểm soát cái biến nhớ start. Đây, start bằng 0 đây nhé. Còn khi mà bấm space thì chúng ta bắt đầu set start bằng 1. Là mô tả bắt đầu chương trình. Và thông thường nữa là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ gửi một thông điệp. Thông thường như vậy. Đồng thời điều khiển chương trình bằng cả biến nhớ start và bằng cả cái thông điệp của start, hai cái cho yên tâm. Start đây, start đó, được chưa? Rồi thêm việc thêm bắt đầu mô tả cái phần đầu tiên của chương trình hôm nay nhé, là khi mà nhận được thông start thì người này bắt đầu chạy. Đây, em bé đây nhé, em bé đây. Đấy nhé. Khi mà nhận thông điệp start thì nó bắt đầu em bé bắt đầu chuyển động. À ở đây thì để chế độ là em bé này sẽ luôn hướng về phía trước này cho là nhanh. À, đấy này nhé. Và đến đây thì em bé bắt đầu chuyển động về phía trước. Chúng ta cho cái đặt chế độ như này, cái lệnh cho nó chuyển động về phía trước nhé. Đây, forever này. Move về phía trước đây. Ví dụ như là 5 bước này và cho nó động thái nó chạy chân thì chúng ta dùng cái lệnh này. Mà sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh nó ra khỏi màn hình ở bên phải, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ bên trái, chúng ta cho lệnh sau đây. If này. If và nếu đây, nếu mà tọa độ y của người đó, nhưng mà x position mà lớn hơn 240
240 đặt trở lại thì xếp lại cái IC đó. Đây. Xếp IC là trừ 240. Và như vậy người này sẽ chạy liên tục thì người ta ra chạy thử nhé. Bắt đầu chương trình này, bấm nút space này. Nó chạy. Đây là như vậy, đây là cái phần đầu tiên nhé. Thì như vậy ở tới phần này chúng ta chỉ có cái biến nhớ start thôi các bạn nhớ. Chúng ta sẽ dùng biến nhớ stop, chúng ta sẽ dùng sau. Bây giờ thầy sẽ mô tả tiếp theo. Thầy sẽ mô tả tiếp theo là cái ý nghĩa của cái biến nhớ là gravity. Gravity là như này. Bây giờ thầy điều khiển như sau. Thầy muốn là khi mà bấm nút space thì người đó sẽ bay lên nhảy lên trời và nó sẽ tự rơi xuống đất bởi lực hút của trái đất. Đấy, thì chúng ta sẽ mô tả cái đó nhé. Thì cái này các bạn tôi làm một lần là các bạn sẽ nhớ mãi. Cái này là cái và con này là rất quan trọng. Là như sau nhé. Thì cái biến gravity nó có nghĩa gì? Là nó mô tả là mô tả lực hút của trái đất. Thì như sau nhé. Khi bắt đầu chơi thì chúng ta sẽ đặt cái đèn nó bằng không. Bắt đầu bằng không. Và trong suốt quá trình chơi thì như sau. Đây. Chúng ta có nhớ có hai chữ quan trọng này. Một là trong suốt quá trình chơi. Đây. Khi mà bắt đầu start nhé. Thông điệp start này. Đó. Thông điệp start. Thì cái người này luôn bị hút xuống đất. Như sau thì luôn chúng ta đây đưa vào cái lệnh là gì? Lệnh là forever, mãi mãi nhé. Thì luôn luôn gì người đó luôn bị hút xuống đất. Dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh là train e, đúng không? Train e by gì? By gravity. Train e by là đây gravity. Người đó luôn bị hút xuống đất. Nếu mà gravity mà dương thì người đó sẽ nhảy lên. Còn gravity mà âm thì nó sẽ là để lấy xuống. Và tiếp theo này, một lệnh khác quan trọng này. Đây, chúng ta chú ý là như thế này. Là luôn luôn là gì? Luôn luôn là trong mọi lúc mọi nơi thì cái gravity luôn nó giảm đi. Luôn luôn bị giảm đi như thế này. Trừ 1. Đó, trừ 1. Cho nên là nó sẽ bị âm ngay, nó bị âm ngay, khi bị âm ấy thì lập tức là cái người đàn nó bị rơi xuống, được chưa? Nó bị rơi xuống. Và bây giờ chúng ta chú ý một tí nhá. Bị rơi xuống thì sao? Bị rơi xuống ấy thì chúng ta nó phải cho rơi, nhưng khi chạm vào khi nó chạm vào cái màu này thì nó sẽ phải dừng lại. Thì đây chúng ta có một lệnh sang cái đây nhé. Đây này ở đây nhé, luôn chuyển xuống nhỉ. Nhưng mà nếu này, đây chúng ta có một lệnh nữa kiểm soát. Nếu mà chạm vạch đỏ thì nó không, thì nó sẽ đứng như vậy đấy. If này, ta vào cái sensing nhé. Nếu mà thất trình cái màu này này, nếu mà thất trình cái màu này nhé, đây này, thất trình cái màu này này, thì lập tức là như sau, thì lập tức sẽ làm như sau, lập tức sẽ một là chúng ta sẽ đặt lại gravity bằng gì? Đặt lại gravity bằng không, nhé. Và chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ luôn là đặt lại set y bằng bao nhiêu? Set y bằng cái gì? Set y bằng chính là y không, để cho luôn nó chạy ở ngang đây, không đây, đấy, thấy không? Và đây là hai cái lệnh rất quan trọng. Hai lệnh này là để đây là hai cái lệnh rất quan trọng, các bạn chú ý nhé, để mô tả cái hút trái đất ấy, mô tả cái ý nghĩa của cái biến nhớ là gravity. Nhắc thầy nhắc lại này, bắt đầu cho bằng không này, và nó luôn bị âm, luôn bị trừ đi, luôn bị trừ đi đấy. Và khi mà người đó luôn bị kéo xuống này, dùng lệnh chuyên đi by gravity, luôn bị, nếu gravity mà là âm thì nó sẽ kéo xuống, nhưng mà kéo xuống không phải kéo xuống mãi được, mà chạm cái này nó sẽ dừng lại đấy, và nó sẽ đi ngang. Rồi, thế bây giờ thầy mô tả là khi nào nó nhảy lên này. Khi chúng ta bấm space lần nữa thì nó sẽ nhảy lên. Đó, bấm space lần nữa thì nó sẽ nhảy lên. Vậy chúng ta sẽ làm như sau.
Đây chúng ta đưa vào đây. Đây. Cho làm lại ở đây nhé. Khi bấm space lần đầu tiên thì chúng ta đặt start bằng 1. Còn lần thứ hai thì đi thì chúng ta sẽ tăng kia đặt lại cái biến người này kia để cho người nó nhảy lên. Các bạn chú ý nhé, chúng ta rất quan trọng. Chúng ta là chỗ là rất là cơ bản để chúng ta hiểu cái biến gravity. Đây, nếu này quan trọng nhất của cái chỗ này đây là nếu mà đây đúng bằng đúng không, nếu mà cái biến start ấy bằng không, tức là khi là chúng ta chưa chạy đấy, khi nào chưa chạy nhé, khi chưa chạy đó, khi mà chúng ta mà chưa chạy thì bằng cái này bằng không ấy, thì chúng ta đặt bằng 1 và bấm và gửi thông điệp start. Khi bằng 1 rồi nhé thì không lại cái nữa, mà chúng ta sẽ khi sắp bằng 1 rồi thì chúng ta sẽ cái phím space này đóng vai trò là cho em bé này nhảy lên bằng cách gì, bằng cách là dùng cái lệnh là set gravity bằng 10 chẳng hạn. Bằng 10 thì nó sẽ gì, khi set gravity bằng 10 thì lập tức em bé sẽ nhảy lên, vì lúc đầu tiên là cái này là dương mà, em bé sẽ nhảy lên. Nhưng mà vì gravity luôn luôn giảm, mẹ em bé sẽ bị nhảy xuống. Chúng ta làm chạy thử nhé. Đây này, bấm vào đây này. Bấm bắt đầu này. Bấm space này. Đấy, chạy nhá. Như bấm space vào nữa này, nhảy lên này. Đấy, nhảy lên này. Thấy không nào? Đấy. Và rơi xuống rơi xuống không xuống dưới quá mà nhảy xuống tới đây thôi. Đấy, thấy không nào? Đấy. Thấy chưa? À, như vậy là đây là cái bài đầu tiên mà chúng ta biết ngày hôm nay. À, bây giờ thầy sẽ thêm một chút nữa. Bây giờ thầy sẽ lưu cái này thành cái bài là gravity 1 nhé. Rồi bây giờ thầy yêu cầu như này. Thầy yêu cầu là bây giờ khi bấm nút space nó nhảy lên này. Nhảy lên thì thầy yêu cầu là nó nhảy thẳng lên, nó không chạy ra phía trước, và hai chân là khi nhảy lên hai chân đứng yên một chỗ, không động đậy nữa, thì làm thế nào? Đúng nhảy lên thật, khi nó rơi xuống thì nó như thế này. Thế bây giờ thầy làm như vậy nhé. Rồi, thế bây giờ muốn như vậy thì phải làm như sau này. Thầy phải thêm một biến nhớ nữa thì mới mô tả được trạng thái đó. Khi nhảy lên thì chân không đạp nữa. Chân không đạp nữa thì như sau này nhé. Đây, thầy mình làm cái biến nhỡ nữa, có tên là thầy đặt tên là up đi. Up là như này, up là mô tả cái trạng thái của cậu bé này. Up bằng 1 là đang nhảy lên, up bằng 0 là nằm ở dưới đất. Như vậy là khi up bằng 0 thì chân mới đạp, còn khi up bằng 1 thì là không đạp nữa. Khi bay trời thì nó cần gì đạp nữa. Đúng không? Thì bây giờ thầy làm như vậy. Rồi làm như sau nhé. Đây thì tôi cho thấy rất quan trọng. Chỉ cần thêm mình nhớ thôi, làm cho mọi thứ rất là dễ. Thêm mình nhớ là áp, làm cho chuyện rất là dễ hiểu hơn nhé. Rồi như sau này. Ban đầu thì là cái này bằng đặt áp bằng bao nhiêu? Đặt áp bằng 0. Nè, ban đầu đây là lấy ban đầu nhé. Đó, ban đầu. Được rồi. Khi nào là 1? Khi như thế này. Khi mà bấm space mà đặt gravity bằng 10 là người đó nhảy lên. Khi nhảy lên thì chúng ta sẽ set up, đặt chế độ up bằng 1. Được chưa? Bằng 1. Như vậy là nó, như vậy biến up là biến gì? Bằng 0 khi mà đi ngang mặt đất, còn 1 là đang ở trên. Bây giờ chúng ta xử lý tiếp ở bên này nhá. Đây chỗ này này. Đây. Khi mà rơi xuống đất ấy, thì dùng đất thì chúng ta đặt lại là gì, là áp bằng 0 khi mà chạm đất nhé. Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp ở chỗ này. Chúng ta để cho là khi nhảy lên thì nó không có cái lệnh next costume nữa, chúng ta làm sao chúng ta đẩy cái này ra ngoài, chúng ta bỏ cái ra ngoài nhé, bỏ cái này ra ngoài và chúng ta sẽ copy lại cái này ở bên ngoài này. Đấy. Đây, chúng ta để như này. Và chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta có một lệnh nữa cho nó. Chờ một chút. Chờ là
0.3 chẳng hạn. Đây. Nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái lệnh để kiểm soát này. Nó chỉ đây là cái lệnh nên là vẫn vẫn thế nhất. Cho nó chạy lại này. À, chúng ta thêm lệnh nữa này. Thế lên vẫn lại nhảy đây. À, chậm quá, chậm quá. Và chỗ này là 0.05. Nhanh chưa? Vẫn chậm quá đúng không? Bỏ ra cho nào, bỏ ra thì nó sẽ nó nhanh quá. Là cũng được. 0.0.0.001. Rồi thì cũng được đúng không? Rồi, thì ở đây nhé. À, để khi nó nhảy lên, khi nhảy lên trời là nó không đạp chân thì chúng ta sẽ làm sao? Ở đây chúng ta có cái lệnh là nếu if mà chỉ cho lên là chuyển động khi mà này, khi mà up bằng 1 thôi, khi mà up bằng 1 thì mới cho nó chạy. Đấy, không phải thôi nhé, thầm như cái này vào đây, cái bìa này là đúng rồi đấy, chính xác cái nhất đây này. Sai chỗ nào đó, nhầm. Đây. Đáp bằng 0 chứ. Bằng 0 chứ, đúng không? Đấy, nhảy lên là nó không ấy nữa, nhảy lên nó không ấy nữa này. Không thể bỏ ra ngoài nó nhanh. Đấy. Nhảy lên bây giờ là nó không ấy nữa, là nó không... Được chưa? Đó. Mày hay chưa? Bây giờ thêm lệnh nữa nhé. Tức là khi nó nhảy lên thì nó sẽ nó không chạy về phía trước nữa. Đây là nó không chạy về trước đúng không? Bây giờ thì muốn nhảy lên nó chạy thẳng lên thì làm thế nào? Đây, thầy chỉ làm sửa một tí là cần chúng mình nhớ rất quan trọng đây. Cái lệnh này, go to này, move này. Đấy là thầy kiểm soát nếu mà nó nếu mà up bằng 1 thì up bằng 0 mới cho chạy. Thầy cho em một chút thôi. Đây, thêm một điều nữa là rất là hay đây. Nếu này áp bằng 0 thì mới cho chạy. Để ra ngoài nhé. Để ra ngoài. Để đây là các bạn xem nhé. Đây. Nhảy lên này. Đi một chỗ thấy không nào. Đấy, đi một chỗ nhé. Như vậy là bài này là bài đơn giản thôi, nhưng mà là chúng ta qua thấy các bạn chúng ta đưa vào một cái biến nhớ là start này, biến nhớ là gravity này, dùng để mô tả lúc trái đất này, và biến nhớ up để mô tả khi nhảy lên nó sẽ như thế này, thấy không nào? Đó, các bạn thấy như vậy. Đây là cái bài tập đầu tiên của hôm nay, bài này sẽ là một cái bài đầu tiên trong một series dạy các cái bài. Thế là cái tên là bài là gravity 2 nhé. Hôm sau chúng ta sẽ làm tiếp từ cái bài gravity 2 này, và chúng ta sẽ bắt đầu mô phỏng các cái trò chơi, các cái chương trình bắt đầu nó khó dần lên nhé. Đó, các bạn đã hiểu chưa? Như vậy hôm nay chúng ta là bắt đầu bước sang chủ đề tiếp theo, là chủ đề nói về vai trò của biến nhớ. Thì đến buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp sang trồng nhau luôn các tiếp sang mô tả các cái ý nghĩa của clone này. Thì mô tả các bạn các cái cách điều khiển cái clone sao cho nó thật là tốt này. Như vậy là điều khiển biến nhớ này, điều khiển clone này, và bắt đầu làm những bài tập phức tạp hơn. Được chưa? Đó. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thôi chúng ta tạm nghỉ ở đây thôi. Bạn gì kia vẫn đang cố gắng vào. Ôi, chào các bạn nhé. Chúng tôi mở cho các bạn vào rồi đấy. Con tạm biệt thầy ạ. Chào thầy. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Chào thầy. Chào thầy.
Chào thầy.